Xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, lúc này khối không khí lạnh vẫn đang di chuyển xuống nước ta. Từ ngày mai mùng 10 tháng 1 sẽ tác động tới thời tiết các tỉnh miền Bắc và khu vực Thanh Hóa, Nghệ An, khiến cho trời chuyển mưa rét. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An sẽ phổ biến trong khoảng từ 16 đến 18 độ. Riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ từ 13 đến 15 độ, vùng núi cao có nơi còn dưới 10 độ. Như vậy là trời chỉ còn nắng ấm nốt hôm nay nữa, sẽ chuyển mưa rét khi có không khí lạnh tràn về. Nhiệt độ cao nhất trưa chiều nay ở miền Bắc phổ biến từ 24 đến 28 độ. Cùng chung xu thế với các tỉnh miền Bắc, sáng nay thủ đô Hà Nội cũng nhiều mây, có sương mù và sương mù nhẹ. Đến trưa chiều, trời hửng nắng yếu, mức nhiệt cao nhất từ 26 đến 27 độ. Từ ngày mai khi không khí lạnh tăng cường xuống, trời chuyển mưa rét với mức nhiệt giảm mạnh, biên độ nhiệt ngày đêm chỉ từ 18 đến 22 độ. Với khu vực Trung Bộ, hôm nay toàn miền và ban ngày, trời đều có nắng mây đan xen. Mức nhiệt trưa chiều nay tăng nhẹ, ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi trong khoảng 26 đến 29 độ, trời mát. Còn các tỉnh từ Bình Định tới Bình Thuận, cường độ nắng mạnh hơn nên nhiệt độ cũng nhỉnh hơn và dao động từ 29 đến 31 độ. Thành phố Đà Nẵng vẫn đang trong chuỗi ngày có thời tiết tốt, đêm và sáng có lúc trời nhiều mây và xuất hiện sương mù nhẹ. Ban ngày không mưa, nắng nhẹ, nền nhiệt cao nhất trưa chiều nay ở Đà Nẵng vào khoảng 27 đến 28 độ. Các tỉnh phía Nam, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh là nơi nóng nhất hôm nay, trời có nắng từ sớm, trưa chiều mức độ nắng gắt hơn, nhiệt độ cao nhất trưa nay là 34 đến 35 độ, cận ngưỡng nắng nóng, cùng với chỉ số UV ở mức cao, vì vậy quý vị nên hạn chế ra ngoài trong khoảng thời gian từ giữa trưa 12 giờ đến 15 giờ chiều. Tối và đêm nay nhiệt giảm còn 27 độ, trời mát. Theo lại bản tin sẽ là dự báo chi tiết nhiệt độ một số các thành phố trong chiều và tối nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại.